Hello, đi khắp Sài Gòn, xin chào cô chú anh chị và các bạn ạ. Chào mừng cô chú và anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Đi khắp Sài Gòn ạ. Thì hiện tại Đi khắp Sài Gòn đang quay trở lại chỗ bán của Thanh Súng nha mọi người. Hôm nay là ngày đầu tháng 8 âm lịch ạ. Thì cũng là một ngày chay, thì Thanh Súng hôm nay có thêm tiếp tục bán thêm nước tương nha cả nhà. Súng đang lọc cả mọi người. Đây hiện giờ là đầu giờ chiều nha cả nhà. Súng này ra sớm không em? 2 giờ. Ngày 2 giờ luôn hả? Sao nay ra sớm vậy? Nay ngày rằm lớn nè. Nay ngày mùng 1 đúng không? Thế hôm nay dự định bán bao nhiêu ký cà nè? Cái năm mươi ký rồi, mất là chú. Dạ. Có năm mươi ký rồi, kia Nam đi chợ tiếp. Dạ, bốn chục rồi chú. Đây có khách đi mua đầu giờ này cả nhà. Ăn mặn chú. Hôm nay ngày mùng 1 nha, vẫn có khách ăn chay ăn mặn đều hết nha cả nhà. Cảm ơn nha. Cả này ngon lắm chú. Ủa vậy là cà ở nhà mình hết luôn rồi hả em? Dạ hết rồi. Có em đi lấy bán mà 60 kg là có về đâu phải quên đâu ạ. Ủa em tính lấy trái cây bán thêm hả? Bả đi về quê rồi, mấy bữa mới lên là được vài mấy bữa lên là em bán. À vì 6 về mấy ngày rồi vì 6 lên đúng không? Bây giờ là sao mà bên bán cây bán mấy cà hôm qua được. À. Bán trái cây định lấy trái gì bán em? Lấy nhãn mẫn cột quá, có gì rẻ em mình lấy. À. Có bán ổi nữa không nè? Giả từ vũ khí luôn à, phải không? Hôm nay ngày mùng 1 mình có bán buổi sáng không xuống? Giờ tập trung là lo bán buổi chiều thôi đúng không? Em mời cả nhà xem Thanh Súng lọc cà nha cả nhà. Hiện giờ mới chỉ đầu giờ chiều ngày hôm nay thôi nha mọi người. Đây số cà Thanh Súng đem lên ngày hôm nay cả nhà. Thanh Súng nói là khoảng 50 kg nha mọi người. 50 kg. Còn những mặn cái còn trong mới ra quá. Rồi đây là cái số cà đã nướng xong buổi chiều ngày hôm nay mọi người. Mình thấy là khoảng tầm mười mấy bịch đó cả nhà. Đây có nước tương chay nữa nè mọi người. Đây nước tương chay nè. Đây là thổ nước mắm mới nè. Rất là hấp dẫn luôn. Bữa nay không có ai ra quay em hả Súng? Có anh đó. À có mình anh thôi hả? Mình anh à. Này người tình của em đâu? Chắc đi về quê hay gì à, về quê hả em? Chưa giờ mình nướng được một nửa chưa Súng à? Cũng gần phân nửa rồi cả nhà. Đây. Đây là toàn bộ số cà đã nướng xong rồi mọi người. Thì dì Sáu vẫn tiếp tục nướng cà nha mọi người. Chưa giờ bán đỡ không em? Bán được mấy bà trời?
ăn được bao nhiêu bịch rồi? 10 bịch hả? Hôm nay đầu tháng em thấy bán được không? Chưa giờ thấy bán được không? Lây rai. Hiện giờ Sinh Súng đang lọc những trái cà sang cái bọc rác thứ hai nha cả nhà. Mời cả nhà xem Sinh Súng lọc cà nha mọi người. Nhà nhìn mình xem video, ai thích ăn cà tím nướng mỡ hành thì có thể ghé mua ở địa chỉ 210 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2 nha cả nhà. Cà tím nướng mỡ hành thì Thanh Xuống hiện đang bán là 20.000 một bịch. Một bịch trung bình khoảng 3 đến 4 trái nha mọi người, tùy theo trái to hay trái nhỏ nha cả nhà. Cả nhà mình xem video thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em có thêm động lực để tiếp tục đi quay những video clip mới nhất để gửi đến mọi người cùng xem nha. Ủa, hai ngày mình mày răng hôm nay thấy đỡ tê tái hơn chưa Sinh Súng? Ăn chưa được nữa hả? Cũng vậy. Mấy nay mình uống nước không? Mình không ăn gì luôn hả? Uống nước không hả? Mọi công múc em uống được. À. Không uống bình thường như là mà mấy lúc trước. Vậy là mai mốt mà gắn răng vô là không xài cũng hút được rồi. Đâu còn cái lỗ nữa đâu mà xài cũng hút, đúng không? Nó mài, nếu như nó mài kỹ quá làm ra nó ơi. À. Mấy nay rồi mình có uống thuốc gì thêm không em? Không. Không uống thuốc được. Không uống thuốc. À. Là mình phải hạn chế uống nước đá, chứ mình uống nước đá vô là nó ê lắm. Anh đây uống nước đá nhiều đâu. Cử luôn hoàn toàn đó. Dự định qua tháng 8 này mình có tăng số lượng cà lên không Súng? 40 kg. À, 40 kg hàng ngày trung bình phải không? Trung bình là 40 kg. Cà dạo này lấy ở chợ giá làm sao anh Súng? Ổn không? Chưa biết, tối nay lên đi. À, tối nay mình mới đi. Thanh Súng có chia sẻ thì sắp tới thì sẽ mua thêm trái cây về bán cả nhà. Cà bán cũng tương đối chậm so với lúc trước, cho nên là phải mua thêm trái cây để bán cho nó có cải thiện thu nhập đó mọi người. Nay có gì vui không Thanh Súng? Hả? Nay có gì vui không? Có câu chuyện nào vui không? Nay có gì đâu vui. Có gì vui à? Cười vụ gì mà bể bụng? Cái người này giỡn này, mấy chị em cười. À, mấy chị bán nước kia hả? À, hôm nay dì Sáu tiếp tục ăn cam từ đầu giờ đến cuối giờ. Dạ không. À, hôm nay vắng người tình nên cũng buồn hả? À, có nhiều người nói chuyện cũng vui ha. Buôn bán nó đỡ mệt mỏi. Lúc trước mà bán mà chưa có YouTube quay á, em có thấy như thế nào, sao khác như thế nào so bây giờ? Nói chung là có mấy anh quay á, là chim quay thì ở cuốn còn nhiều bật cô chú quyền em cũng vui. Còn không có gì đó, không có gì em thì em hết.
đem về phun hết cũng tùy theo ngày. Mình buôn bán có vui hơn hay buồn hơn vậy không so với mấy người có mấy anh quay thì em vui vui hơn đó nhiều đó chỉ biết ngồi cắm đầu vô nướng nướng Bây giờ vui nhìn mình trẻ ra mấy tuổi hả? Phải không? So với lúc trước thì hiện tại già hơn hay là trẻ hơn? Già hơn đó chứ. Già hơn đó hả? Sài Gòn đang gửi đến cô chú anh chị những hình ảnh buổi đầu giờ chiều của ngày hôm nay nha mọi người. Hôm nay Thanh Súng bán 50 ký cà thì hiện giờ mới bán được mười mấy bịch cà nha cả nhà. Thì hiện giờ thời tiết cũng rất là mát nha cả nhà, không có nắng nhiều. Hôm nay thì vắng các anh em YouTuber so với những ngày trước. Trời sao run tay luôn vậy? chưa không ăn cơm là đói run tay đúng không? Sao mà thấy anh là rú? Thấy anh đẹp trai quá luôn luôn. Ai cũng nói vậy hết trơn. Mà hành này cái bí quyết sao mà để cho nó xanh về hoài vậy xuống? Vừa nấu mình bỏ vô thôi. Để chín, đừng để mà nó chín quá. Nếu mà chín quá nó vàng hè thì nó ghê lắm. Đúng rồi. Tức là vừa nóng dầu là mình bỏ vô liền rồi mình bỏ xuống. Mình nhắc cái bếp cái nồi xuống liền đúng không? Mọi người thấy nè, rất là xanh. Nó xanh hoài vậy luôn, tới chiều luôn hả em? Xanh hoài. Đây cũng là một bí quyết đây nha cả nhà. Tức là dầu vừa nóng là mình bỏ hành vô luôn. Rồi mình cho cái nồi xuống liền, không có để lâu trên, nó nóng quá nó vàng nha cả nhà. Không sao đâu. Quạt nó mau chín cà hả? Hôm nay tăng cường mua than rồi dữ luôn ha. Hôm nay tăng cường mua than thêm hả? Mấy nay cô ở nhà tình hình sức khỏe ổn không em? Xuống. Mấy nay mẹ ở nhà tình hình sức khỏe ổn không xuống? Dạ ổn anh. Là dạ, Duyên và Nga cũng chưa đi bán lại hả em? Dạ chưa. À, nghỉ lâu quá nha. Qua tuần sau là bán lại hết luôn á. À, qua tuần sau là đồng loạt bán lại. Dạ. Đây là toàn bộ khung cảnh buổi chiều đầu giờ ngày hôm nay nha cả nhà. Đi khắp Sài Gòn xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Em xin tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho Đi Khắp Sài Gòn có thêm cái động lực để tiếp tục đi quay những clip mới nhất để gửi đến mọi người nha. Bye bye mọi người.